Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để báo giá cho anh chị chiếc xe Toyota Innova phiên bản các phiên bản từ thời điểm tháng 2 năm 2023 này. Thì xe Toyota Innova của chúng ta được phân phối thị trường Việt Nam với 4 phiên bản. Tuy nhiên là chỉ có 3 phiên bản là bên phiên bản thương mại rộng rãi thôi. Thì phiên bản thứ nhất là phiên bản số sàn, phiên bản 2.0e thì có giá niêm yết là 755 triệu ở thời điểm tháng 2 năm 2023 này, thì bên em đang giảm cho anh chị là 52 triệu tiền mặt, và ngoài ra tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá là 15 triệu. Hiện tại ở thời điểm tháng 2 này thì ưu đãi cực lớn cho dòng xe của Innova. Ở thời điểm tầm nửa năm trước thì ưu đãi dành cho dòng xe nào chỉ rơi khoảng tầm 15 đến 20 triệu cho mỗi một phiên bản. Tuy nhiên ở thời điểm này thì ưu đãi rất là lớn. Phiên bản thứ hai, phiên bản trước mắt chúng ta tại đây là phiên bản 2.0G số tự động thì có giá niêm yết là 870 triệu. Và ngoài ra thì thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 50 triệu tiền mặt, và ngoài ra là tặng cho anh chị là 15 triệu tiền mặt. Các phiên bản tiếp theo, phiên bản cao cấp gần như là nhất thời điểm hiện tại là bản 2.0 Venturer thì có giá niêm yết là 885 triệu. Và thời điểm hiện tại thì bên em cũng giảm cho anh chị là 50 triệu tiền mặt, và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì đối với anh chị chiếc dòng xe này chắc là đa số anh chị quan tâm sẽ là anh chị chạy dịch vụ, cũng như là anh chị mua xe để phục vụ cho công ty. Thì cái chi phí, tổng chi phí sẽ như sau. Đối với phiên bản số sàn thì giá niêm yết là 755, giảm 52 triệu tiền mặt, tặng gói phụ kiện 15 triệu. Thì để tổng chi phí là anh chị sẽ chuẩn bị cho em khoảng tầm 785 triệu. Còn để trả góp thì chỉ cần khoảng tầm 230 là có thể là đầy đủ các cái chi phí để lăn bánh rồi. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản 2.0G sẽ có giá niêm yết là 870 triệu, giảm 50 triệu. Thì tổng chi phí anh chị chuẩn bị cho em khoảng 912 triệu. Còn trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng tầm 270. Còn đối với phiên bản Venturer giá niêm yết là 885 thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng tầm 930. Và số tiền ban đầu để trả góp tối thiểu là khoảng 270 triệu là có thể đầy đủ lăn bánh rồi. Còn trước mắt chúng ta đây là phiên bản thông dụng nhất, phiên bản 2.0G, là phiên bản cũng được bán số lượng ra nhiều nhất. Và phiên bản này với cả phiên bản cao cấp hơn, phiên bản Venturer, thì cái giá niêm yết của nó chỉ chênh nhau có 15 triệu thôi. Nên là cái option trong xe, ngoài xe đều là giống hệt nhau. Tuy nhiên là phiên bản Venturer nó sẽ có thêm một bộ quay phía bên ngoài nữa, nó chỉ khác nhau một chút về bề ngoài thôi. Còn option về tính năng trong xe, đèn bi này, rồi các cái la răng, các cái chi tiết trong xe thì đều như nhau. Để em sẽ giới thiệu qua về phần nội thất của phiên bản 2.0G này. Thì 2.0G này có cái nội thất cũng tương tự giống như là cái phiên bản 2.0 Venturer, có đèn trần LED này, rồi số tự động, đèn nổ thông minh này, đèn tự động này, rồi màn hình có sẵn luôn. Ngoài ra thì xe còn được trang bị là 3 chế độ lái: chế độ Eco, chế độ Normal cũng như là chế độ Power. Điều hòa được trang bị điều hòa tự động rồi, và có trang bị thêm cả các dàn lạnh cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Đây là hàng ghế thứ hai của xe. Đây là trang bị đèn trần này, cửa gió này, và bảng điều khiển cho hàng ghế thứ hai, điều khiển đèn cũng như điều khiển về gió. Anh chị thấy đây là trần của xe. Còn đây là cái hàng ghế thứ hai. Nếu mà để lật để đi thì anh chị lật như em vừa lật, có cái lẫy ở đây là mình sẽ lên hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba. Thì hàng ghế thứ ba hiện tại em đang treo lên để sử dụng cho cái như là một cái cốp ở phía sau được rộng rãi. Thì Innova là dòng xe 8 chỗ, và có cái hàng ghế thứ ba ngồi là gần như là rộng rãi nhất rồi. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về tổng quát chiếc xe, các dòng xe và giá bán của dòng xe Innova phiên bản ở thời điểm tháng 2 năm 2023 này. Anh chị cần em tư vấn thêm về màu xe, giá xe, các chính sách đặc biệt cho các anh chị mua xe cho công ty hoặc là mua xe chạy dịch vụ thì liên hệ giúp em sẽ tư vấn cho anh chị về các cái thủ tục, các cái phương án làm sao nó phù hợp nhất. Thì em xin phép là hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.